Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị cùng đến với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968 22 Và ngày hôm nay thì em Việt mang tới cho các bác một mẫu xe có thể nói là ngon bổ rẻ tiền ít thịt nhiều Với chỉ khoảng hơn 200 triệu một chút các bác cũng có ngay được một mẫu hatchback hạng B Số tự động máy 1.4 đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc Thì đây là một chiếc i20 được sản xuất năm 2011 nhập khẩu nguyên trước cả con đặc biệt là tình trạng của xe thì cam kết với các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, máy số zin nguyên bản. Anh chị nào chưa yên tâm về chất lượng các bác hoàn toàn có thể là đem đi trách kháng hoặc là nhờ thợ thuyền tới kiểm tra xe của bên em cũng được ở địa chỉ 470 đường Nguyễn Đăng Bằng thành phố Hải Dương được không ạ? Vậy thì với mức giá ngày hôm nay em Việt đang chào bán cho chiếc xe này chỉ có 245 triệu đồng. Đấy, còn thương lượng một chút xíu cho bác nào thiện chí thì các bác hãy cùng em đánh giá chi tiết chiếc xe này và xem liệu nó xứng đáng với số tiền trên hay không được không ạ? Với 200 triệu chúng ta có một chiếc xe nhập khẩu Và phải nói xe nhập khẩu là một cái mẫu xe Mà đã khẳng định được cái tên tuổi và chất lượng tại Việt Nam Đấy, Thứ nhất là nó bền bỉ và nó lành Đấy, Dòng này đi rất lành và tiết kiệm Đấy, Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này Với đường hỗn hợp thì nó chỉ rơi vào khoảng 6 lít trong 100 km hỗn hợp từ các anh chị nhé Và đây các bác có thể thấy ngay giúp em là Ngay từ cái hệ thống đèn pha của chiếc xe này Đấy, Nguyên bản Đấy, 2011 nhưng đến bây giờ nó vẫn còn trong suốt như pha lê vậy Đấy, Cặp đèn pha to bản giống như là một đôi mắt Rộng mở đúng không ạ Và thiết kế của dòng này thì sử dụng rất là nhiều Những đường gân dập nổi trên lắp cabo này Các anh chị có thể thấy là Nó khá là đẹp mắt đúng không ạ hệ, hệ thống đèn gầm cũng được trang bị đèn halogen Và đến bây giờ nó vẫn còn trong suốt các anh chị nhớ. à, Xe thì đang biến mang biển Hà Nội Có nghĩa là anh chị nào Hà Nội thì chúng ta đỡ mất 20 triệu Khi mà về tên xi nhan thì chúng ta có một cái đèn ở bên phía hông La răng thì chiếc xe này đã được chủ nhân phay lại rồi Gần như là không có một vết xước sát gì Đấy, La răng phay bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS Được chưa ạ? Đặc biệt là Chiếc xe này nó còn có cả cửa sổ trời Và các bác có thể thấy là Những đường gân dập nổi trên Thân xe tạo một cái điểm nhấn khá là mềm mại Y20 nó là mẫu xe phân khúc Hạng B Nên là nó sẽ rộng rãi hơn một chút So với dòng i 10 Và các bác biết là những dòng sản phẩm của Hyundai Thì có thể nói là cũng đã chiếm được cái niềm tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam, nhất là với những dòng xe đường nhập khẩu như này. Vậy thì tiếp tục đi về phía sau của chiếc xe thì các bác có thể thấy là có đèn phanh trên cao này, gần mưa cho kính phía sau. Đấy, và một cái phần đèn hậu thiết kế cũng rất là mềm mại với bóng đèn halogen. Đấy, xe nguyên zin nguyên bản, màu đỏ. Màu đỏ thì chắc hợp với các chị gái hay là các bác là mệnh hỏa. và với tầm tiền khoảng hơi 200 triệu một chút thì có thể nói đây cũng là một chiếc xe à, giá khá là rẻ trên thị trường hiện nay đúng không ạ Đấy, dòng này thì vâng phải nói là đi rất là chất lượng lành bền bỉ vậy thì tiếp tục xin mời các bác hãy cùng em việt đi vào không gian nội thất bên trong của nó để xem nó như thế nào sau quá thời gian sử dụng đúng không ạ vâng có thể nói đây là một chiếc xe được chủ nhân cũ đi lại cũng rất là cẩn thận và giữ gìn Đấy, ghế da hai tông màu đỏ đen cũng còn rất là mới luôn các bác anh chị nhá Đấy, con này thì còn nguyên zin nguyên bản từng cái tem từng cái mác các bác này đó vâng con vâng được chưa ạ và đây các anh chị có thể thấy là ở trên khu vực bản tắp pi cánh cửa chúng ta sẽ có gương kính chỉnh điện Đấy, có gập gương tự động rồi vô lăng thì tích hợp những cái phím chức năng cơ bản Đấy, xe này thì giữ được khá là nguyên bản khi mà ở đây cũng là các cái chi tiết chúng ta có một cái đầu đĩa cd này hệ thống điều hòa này con này có điều hòa auto rồi Đấy, và trên này chúng ta sẽ có một cái đồng hồ các bác nhá và em có thể nổ máy Đấy, để các anh chị thấy là máy nổ rất êm Đấy, và chúng ta có một cái đồng hồ hiển thị các thông số ở đây. được chưa? đấy, vâng, các chi tiết còn rất mới luôn, vô lăng của số tuyệt đẹp, đó, các bác có thể nhìn giúp em này. đấy, vâng, và... đấy, cụm đồng hồ chính trung tâm đây. anh em nói là một điểm khá là hay, là chiếc xe này thì còn được trang bị cả cửa nóc và cửa nóc này thì vẫn hoạt động một cách trơn tru, chỉ bằng một nút bấm thôi là các bác sẽ có thể tận hưởng không khí trong lành với bên ngoài Đấy, hoặc là chúng ta có thể tăng cái ánh sáng bên trong không gian nội thất. Đấy, bằng cách mở cái cửa sổ trời này ra, còn nếu không thì chúng ta có thể đóng lại như này. Đó, rất hay đúng không ạ? Rất ok với cái tầm giá hơn 200 mà chúng ta cũng có một chiếc xe có cửa sổ trời. Và tiếp tục đi về hàng ghế thứ hai. Thì như em nói là cái dòng này thì nó sẽ rộng rãi hơn một chút so với những chiếc Hyundai i10. i10 thì hơi chật nhưng mà chiếc i20 này với một cái dòng xe hatchback thì theo em đánh giá là nó khá là rộng đủ chỗ cho khoảng hai người lớn và một trẻ em ngồi phía đằng sau này đó mà khoảng để chân khá tốt các anh chị nhé và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần cốp phía sau Đấy, đây là phần cốp các bác này Đấy, cốp nó sẽ chia làm hai tầng Đấy, trên này chúng ta có thể đặt những cái đồ vật nhẹ nhàng và phía dưới này thì các anh chị thấy là phần cốp này các bác có thể là mang theo một chút hành lý hoặc là hàng hóa đúng không ạ còn phía dưới này thì nó là lốp dự phòng các anh chị nhé. Đấy, đồ đạc, lốp dự phòng mà chủ nhân cũng dán cả tấm cách âm rồi Đấy, Để cho chiếc xe này Nó đỡ ồn một chút xíu Đấy, Và đây bao zin cho các anh chị từng con ốc Với chiếc i20 2011 nhập khẩu đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc Vâng Phải nói là Tình trạng nội thất và ngoại thất của chiếc xe còn rất ok Vậy thì bây giờ chúng ta hãy kiểm tra tới phần động cơ cỗ máy của chiếc xe này Vâng và đây là khối động cơ 1.4 đến từ chiếc Hyundai i20 và con này thì riêng phần động cơ thì em Việt sẽ cam kết với các bác là zin nguyên bản Đấy, Và bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo về phần động cơ Có lỗi gì các bác hoàn toàn có quyền mang tới showroom Và em Việt có thể hỗ trợ khắc phục hoặc là sửa chữa liên quan đến phần động cơ Nếu mà nó không phải là lỗi người dùng Các anh chị nhớ. à, Vậy thì các bác có thể nhìn giúp em này Con này thì đây quay kỹ bên trong các bác có thể thấy là từ những dòng đỏ nguyên bản của xe nó vẫn còn nguyên như này Đấy, Và ra máy sáng khá là tươi Xe thì mới lăn bánh được khoảng 9 vạn rưỡi thôi Chuẩn từng km các bác nhá Đó, Và chất lượng thì đây Lắp cabo thì các bác có thể nhìn uh, từng cái lỗ nhỏ này Đấy, để thấy được cái độ uh, xe nó không đâm xô không tai nạn Nếu mà đâm xô tai nạn thì những cái lỗ này nó sẽ bị méo mó Nhưng con này thì nó tròn đều và nó nguyên bản 100 trăm Đó, chất lượng là như vậy Vâng, vậy thì... À, uh, có thể nói với tầm tiền hơn 200 thì đây cũng là một trong những lựa chọn cho quý anh chị thay thế một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại hàng ngày. Vậy thì anh chị nào quan tâm hãy trực tiếp nhấc máy alo cho em Việt theo hotline 0968228889 chín để hỗ trợ những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ cho chiếc Hyundai i20 này các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của Việt Xế Chất Hải Dương.